Chào tất cả các bạn, mình đang nghỉ trưa các bạn này. Bây giờ mình đang ở trên công trường đấy, công trường mình đang làm này. Nay thì trời nắng to các bạn này. Thì bây giờ mình nghỉ trưa mình ăn cơm xong thì một lát thì chúng ta cùng nhau khám phá Nhật Bản. Mình cùng nhau lượn phố, mình đi qua mấy cái phố này. Phố bây giờ đang ở Tokyo ấy. Đấy. Thì mình ăn cơm này. Trời nóng quá các bạn này. Ăn cơm hôm nay thì đây. Ăn rất nhiều sáng không ăn được các bạn. Bây giờ trời nóng mùa hè bây giờ chỉ uống nước nhiều thôi. Cơm này. Có xúc xích, thịt ba chỉ này. Mình xào mấy cái hành tây. Hành tây nhưng mình lại cho đây, cho cà rốt, mà gần như là món nào mình cũng cho cà rốt vào. Mình không biết là mình kiểu như là cái gia vị mình cho nó đúng không thì mình cứ cho hết. Mình thích ăn cà rốt này. Cà rốt giống cỏ, sáng mắt. Mình nghỉ trưa nhưng mà người Nhật là không nghỉ trưa đâu các bạn ạ. Người Nhật là không có, công ty mình là không có chế độ nghỉ trưa đâu. Người ta làm xuyên hết, làm từ sáng đến tối đến đêm luôn. Nhưng mà thực ra thì người ta làm như vậy, thời gian làm nhiều hơn mình, nhưng mà kiểu như là cái sức người ta bỏ ra là ít hơn ấy. Người ta lái máy nhiều như mình, chân tay mình chạy đi chạy lại rất là nhiều, nó nhảy lên máy đi mọi thứ rất là nhiều cơ. Thực ra mình vẫn mình làm ít hơn người ta. Đấy. Thời gian thì mình giả sử như là người ta vào trước 8 giờ người ta làm ấy, thì mình 8 giờ mình vào làm 12 giờ mình nghỉ trưa 1 giờ. Đó, nhưng mà người ta không nghỉ, người ta làm xuyên luôn, người ta lái xe công trường làm luôn, làm là đến trưa người ta cũng làm xuyên này, chiều tối là về lại lái xe về mình có thể ngủ. Nhưng mà thực ra thì tính người ta làm nhiều hơn mình, nhưng mà cái thời cái sức người ta bỏ ra rất là ít. Còn mình thì mình chân tay mình làm nhiều ấy, mình sẽ vất vả mình mệt hơn. Mình thấy gần như là cứ thời gian ngủ là nghỉ là cảm giác là buồn ngủ luôn. Rất ngon mà. Nhiều bạn hỏi mình, có nhiều bạn hỏi mình là cái comment vào những video của mình nhé, là nói là bảo đi đơn này, đi xây dựng hay là đi làm nhà máy hay làm như thế nào, cái công việc nó như thế nào. Thực ra thì cái này này, mình nói là như này, mình nói chung về, bởi vì là cái này nó rất là khó các bạn, rất là khó. Bởi vì là ngay như bản thân mình ấy, cái công ty mình là đào trong cái đơn, trong cái hợp đồng ghi là vận hành máy móc xây dựng, đào xúc đất đó, nhưng mà thực chất là đi là ra đây là làm cái móng nhà, làm móng nhà đó. Thì mình biết 2-3 người là 3 cái công ty khác nhau ấy, đó làm giống y hệt như mình, làm như mình luôn, nhưng mà cái chế độ của công ty khác, mọi thứ nó khác luôn. Mà công ty người ta là được nghỉ trưa các bạn ạ. Có một công ty nghỉ trưa, một công ty không nghỉ trưa. Mà là như này, các công ty không nghỉ trưa là người ta làm xuyên luôn, cùng nhau làm, cả người Nhật người Việt là làm đến 2-3 giờ cùng nhau về luôn. Làm như thế rất là thoải mái, mà mình cả cảm như cho mà mình không nghỉ trưa mà mình làm xuyên luôn. Làm xuyên đến 2-3 sáng, 2-3 giờ chiều là về. Là thì mình cũng thích. Bởi vì và lúc đấy nó về rất là nhanh các bạn ạ. Và nó không tắc đường là một này. Và thì thời gian mà và từ 3 giờ thì từ 2 giờ mà so với 5 giờ nó khác nhau nhiều lắm các bạn. Khác nhau nhiều lắm. Và 5 giờ phải 7-8 giờ về nhà, chứ về từ 2 giờ hay 3 giờ thì tầm 4-5 giờ là về nhà, là ngủ, là ăn trưa thoải mái rồi. Đó. Cái công ty mình khác nhau. Nên là các bạn mà sang đây cả những việc, thực ra thì khi mình nghĩ là sang là vất vả rồi, vất vả ít thì vất vả nhiều thôi. Còn để mà kiểu như là thoải mái sung sướng nhỉ, chỉ có kiểu như dạng đi du lịch thôi, đi chơi ấy. Đấy. Cơm dính á. Thì là cái công ty từ giờ mình thấy là cái công việc là giống nhau, nhưng mà nó phụ thuộc vào cái công ty và cái cách đối xử và cái cách hoạt động ấy. Kiểu như là cái quản lý của cái công ty nó như thế nào đâu. Mà thường đây là những cái công ty gia đình nó nhỏ nhỏ, chỉ có vài người thôi. Nhanh mình đi khám phá khác. Mình cái công trường này là không có toilet mà không có nhà vệ sinh ấy, thế là không có chỗ vệ sinh, là mình phải đi tìm chỗ. Còn người ta nói chung là mình thấy người Nhật nhịn rất là giỏi luôn, công nhịn từ sáng tối luôn, rất nhiều ngày như vậy, không phải 2 ngày. Mình uống rất nhiều nước. Mình vừa ăn cơm xong bạn ạ, đi ra đường đây, để ra đường gặp luôn một cái hàng cây hoa bạn. Hoa đẹp không? Cái hoa của một cái chung cư đây, hoa hồng. Hoa gì mà đẹp vậy? Đây. À, hoa đẹp này nhưng mà không, có vẻ là người ta đi qua đây rất là vô tình, không ai ngắm cả. Đó. Thì là mình bây giờ trời nóng mà, trời nóng mình vẫn phải mặc cái áo này và đội cái mũ này nữa, bởi vì là khi mà mình đi này một lát nữa thì mình thấy chỗ nào thì mình có ngủ luôn, cái chỗ nào mà khả thi mình ngủ được ấy, ở công viên ở đâu thì mình ngủ được. Đây. Mình đang đi tìm một cái quán combini, cái cửa hàng tiện lợi các bạn. Ở đây thì cũng rất là vắng, đây cũng khá đông người đây, người ta đi đây. Đó. Hôm qua thì cái này thì hôm qua mình thấy cái combini ngoài này rồi, vì là cái công trường này 2 ngày bạn. Hôm qua thì mình đi đúng một buổi trưa luôn, mình đi vòng qua đường bên kia mà đi 1 tiếng buổi trưa mà không quay được cái video gì. Mình ra thấy một cái dòng sông, mình xem ở trên bản đồ, ở trong cái ô tô nó có cái bản đồ ấy đấy, nó có cái bản đồ mà thấy có một cái dòng sông mà ra đấy, thực ra nó không có cái gì cả. Không quay, không có cảm xúc để mà quay một cái gì luôn. Thì là mình đã thấy một cái combini ngoài kia rồi, nên là mình sẽ đi nhanh một lúc là mình sẽ vào mình làm luôn. Đấy. Và làm là đến chiều tối, sẽ nóng quá. Cái này hàng này, cái nhà này rất là đẹp đây. Chui vào đây, chui vào đây. Rồi cản đường, cản trở quá. Đấy, mới thợ điện vẫn làm buổi trưa bạn, buổi trưa người ta vẫn làm. Đây là một cái combini đây, đang tiện lợi mình quay. Nên vào đây chắc là không quay được ạ. Đây là cái cửa hàng 7 Vườn đấy, mà mình vào đây chắc là không quay được cái video đâu. Thì mình sẽ dừng đây, mình sẽ vào trong này một chút và mình mua một chút gì uống nước. Đấy, và đây đó có cái wifi bạn, mình sẽ đây có cái gương rất là to bạn, cái gương đây, gương này nó to hơn bạn. Đi qua đây thì mình mới soi được mặt mình đây, mặt mình nó đỏ hết, nó cháy nắng. Đấy, cháy nắng mà mình sẽ mua một chút nước thì đây. Đây mình sẽ mua cái nước rất là ngon này. Đây mình đã tìm được một cái công viên này bạn. Mình mua một cái chai nước nước hoa quả đây, kiểu như nước gạo ấy, mình mua chai nước này các bạn. Chai này là 1,5 lít, có nghĩa là 180 yên, khoảng 35.000 đấy. Đấy. Nhưng mà có một cái chai mà nửa lít thôi. Nửa lít có nghĩa là nửa lít là 100 yên là khoảng 20.000. Thế thì thường mình mua chai to này, đây là một cách kinh doanh buôn bán của người ta đấy. Người ta kiểu như là người mua mình nghĩ là mình được nhiều nhưng hóa ra mục đích người ta là bán chai to này nhiều hơn. Mình 35.000 mình mua được 1,5 lít mà bây giờ chỉ 20.000 mà mình mua được 0,5 lít. Đó. Mình chọn chai to này, mình sẽ uống hết, một lát mình uống hết luôn. Ở chỗ này nó không có cái chỗ để mà để cái camera xuống, thì bây giờ mình sẽ uống nước xong là mình sẽ ngủ đây luôn mà. Ngủ đây, ngủ lát khoảng tầm 10-15 phút rồi mình sẽ vào làm luôn. Thì cảm ơn bạn xem, thì chào bạn, hẹn gặp bạn ở video tới. Chào tất cả các bạn.